phố về đây em đâu có làm mấy cái cung cách ở dưới quê đâu. Trời ơi, sao biết làm được? Nói gì tới cung cách mà ghê vậy, cái thằng này nói gì kỳ mẹ làm hết rồi. Dạ, không dạ. Sao đâu bác, với lại anh cứ để con tự nhiên đi. Ừ, con tự nhiên nha. Dạ. Ừ, thôi em mới lại thích khung cảnh dưới quê đúng không? Dạ. Bây giờ anh sẽ đưa em đi một vòng, sau đó mình ra mặt sau mình nhắm lại mình ăn cơm hết. Đúng rồi. Đi ra xong cắm trăng đi con. Dạ. Trời ơi, bữa nay đâu có trăng đâu. Dạ. Nhưng mà con thương ảnh á, tại vì tính tình của ảnh chứ không phải là gia cảnh. Với lại con cũng muốn tính đến chuyện tương lai, cho nên là lần này con mới làm khó ảnh để về nhà mình cho bằng được đó chứ. Em yêu anh chủ yếu là tính tình của anh nè. Anh là một người có ý chí cầu tiến, anh biết cố gắng. Với lại anh rất là hiếu thảo với mẹ anh. Quan trọng là cái đó, hiểu không?